Ở nhà ơi, hôm nay thấy thấy một cái cây mặc áo của Bu này, có đẹp không? Mặc áo của Bu Đi chợ mới ngồi bảo chứ, trên thì đông dưới thì thu, mất người đâu. Hiểu đâu. Chào cả nhà, mới mùa mới đi chợ về này cả nhà, mua được một ít củ mày trông khoai xa tử, được thử lịch không, khoai tử. Cho nó sáng thêm tí nữa. trông xa được thử lịch không, Sao lại tiếng mình ống? Nó sáng thêm tí nữa. Nay mùa đi chợ mua khoai lang này, khoai tử này. Ở trong nó gọi là khoai tử. Ở đây mình chỉ gọi là củ tử thôi đúng không? Thì ông cái củ nó to này mẹ. tiếp cái củ ấy to nó nứt trở lại Nè, mẹ ăn khoai lang hay khoai tử? Nè, củ khoai tử ăn rất là gì, to luôn. ăn no Hả? no không có ăn cái gì. Nè cả nhà, củ khoai tử này rất là to luôn. Mẹ thì chỉ có cơm, ngày ba bữa cơm. Mẹ thì thích khoai lang, khoai tử lắm. Mẹ thì thích khoai lang, khoai tử này, củ khoai lang này cả nhà. To vật vã nè. Anh cũ anh không? Cái này là hôm nay mua nhiều sữa cua cho thằng cháu ăn, cho Hùng ăn kéo. Mà cả nhà nha, rất là ngon. Họ mua được cả nho nữa nha. Nho này thì của chị Liên chị cho này. Còn cái nho này là mùa mua này, cũng vừa mua của chị Liên luôn nha. Rất là ngon luôn. Rất là ngon. Thôi mẹ ăn đi, mẹ thích ăn nho đỏ thì mẹ ăn nho đỏ đi. Mẹ thích ăn nho đỏ thì mẹ ăn nho đỏ đi. Ăn miếng đi, ăn miếng khoai lang đi. Mẹ. Ồ. Ngon chưa này? Biết rồi. Ồ, khoai này cực kỳ ngon luôn cả nhà ơi. Nè. Nay đi chợ mặc áo của Bu. Người nào cũng hỏi. Ô cái bà nào kia? Bà nào kia mà trên đông dưới thu. Trên đông dưới thu. Mẹ. Ăn đi. Không thích à? Mời cả nhà nhé, mời cả Rồi. nhà ăn khoai lang với mùi nha. Ăn. Mùi thì thích khoai lang lắm. Cái gì ăn? Đi chợ mà về đến nhà thì đi còn mãi tám. Về đến nhà mẹ đã ăn cơm rồi. Thế mà bây giờ ngồi ăn một mình. Mẹ ăn nho đi. Mua mấy cái trứng vịt lộn này đang luộc đi rồi. Lát nữa ăn nửa buổi đây mẹ. Ăn nửa buổi cho nó. Ồ Ăn cơm ngày ô cái còn này nè, cái này mẹ hay ăn với lại cà pháo đúng không? ngày Quê xưa, Thanh Hóa, quê ngày Thanh Hóa mẹ hay ăn. xưa đói thì không có thì ăn chừng bữa cái này. Vâng, mẹ hay ăn với lại Ừ, cà đúng rồi. pháo dễ ăn. Ừ. Nó không bị mắc nghẹn. Bây giờ mình ăn với nho được không? Ăn Quá với ngon. nhau thì ăn. Mời cả nhà. Nhà đấy là nho Nho này nho đỏ, còn nho này nho xanh. ăn đã chừa răng rồi nên nhậm nhậm Dạ, thôi đừng nói rồi đó. Nói gì cũng vui. Cái chuyện từ ngày xưa. ngày xưa thì Khoai lang là ngọt mẹ. Đó. Ngọt cực kỳ luôn. ngày xưa là Ăn chán một khoai lang như cả nhà. ở trong Thanh Hóa là chỉ có một mùa thôi, không có mùa, không có hai mùa Nghe hả? như ở đây, có một mùa tháng 10 Nghe hả? cứ tháng 6 là À. tháng 6 là mẹ đi cấy, còn mình thì bé thì cứ đi theo vậy, đi theo cái nhà nào họ muốn bảo làm cái gì thì họ lại cho ăn, Vậy cho hả? ăn cả hai mẹ con. Vậy hả? Vậy là đi họ làm với Tính họ ra vậy bà nuôi con nuôi rồi cũng vui nhỉ? Đúng không? thì có nuôi đâu Ủa, chị bà ngày xưa có đâu, con gái không? không có mỗi Bà nuôi hai trai anh, hả? có mỗi hai anh con trai đi rước nuôi đi. À, hai anh con trai tên gì?
anh hát anh võ à, anh hát anh võ à? Ừ. Anh hát anh võ, con cháu chả nhớ tên hát võ. Anh ơi, nay chợ về mà mưa to quá, trời mưa to quá, rất to luôn. Thấy một ly cà phê để lát nó uống. Cả nhà ăn khoai tử, cái khoai tử này rất là ngon. Khoai tử là ở trong miền Nam nó gọi là khoai tử, trong nó cũng có mà. Người ta ở miền Tây họ có trồng nhiều cơ, miền Tây họ có trồng nhiều cơ, còn đây mình là chỉ có trên đồi họ mới trồng đúng không? Đấy. Cái mình ở dưới này đâu có đất đâu trồng, còn cái chỗ này là dưới này như vậy. Đấy, chung tao tao mày đây có giống nhau rồi. Thì gặp bà xấu rồi bảo, mày ơi, này có phải con sò? Cái mày giống thế. Kiếp giống là giống giống chị. Bà ấy bảo gì? Sao mày có phải không phải? Mà sao mày giống thế không biết nữa. Trời đau bụng nữa hả? Có mày nghĩ thành khi rồi giống bố mình nhiều. Tôi nó sẽ tin giống thế. Sao lâu quá rồi nhỉ? Tâm thơm mày giống tao nhiều. Sao mày giống mẹ? Ừ. Tâm đi đâu cũng hai họ cũng bảo. Ngon quá rồi nhỉ? Là đi chợ mua khoai lang nè, khoai tử nè, mua nho nè, rồi mua bánh cốm nè, mua bánh cốm là mua chuối nè, mua chuối nè, ăn còn đầy loạt, thì ăn thịt tử mẹ. Ở nhà biết cái chai gì đây không? Mua của cái chị nấu rượu á, mua cái chai này gọi là bã hèm á, cái bã rượu á. Về mình nấu canh chua mình cho vào nha, rất là ngon, rất là nấu riêu cua nấu riêu cua cho vào ngon lắm, rất ngon lắm cả nhà. Mua mà chị không có lấy tiền thế là mua cho chị hai cái bịch bánh này mình rất là thích ăn nha, còn là bánh cốm nè, ăn rất là ngon lắm nè, cốm từng kén đấy mà không biết tên cái chị này tên gì nữa. Cảm ơn chị đã cho mùi trái cây cái chai bá hèm gì ạ, chỉ cho chị không lấy tiền. Ăn củ khoai tử rất là ngon luôn. Chắc lâu lắm rồi mẹ, chắc lâu lắm rồi nay muốn ăn khoai lang với củ sắn với củ mì thì ăn hoài, cái củ từ này là lâu lắm rồi, hôm nay mùa mới ăn còn non đấy, ngon từ tháng 10. Ủa sao giờ non mẹ, củ nó to như thế này non cho nên nó không bỏ mấy. Bỏ mà mẹ ăn thử. Không, mẹ ăn thử miếng nè. Bỏ mà không muốn ăn cái gì hết. Bỏ ngon lắm. Ngon lắm luôn đấy. Cực kỳ ngon luôn mẹ. Cái bánh cốm rồi, ăn nho nè cả nhà. Thì uống đây, vừa ăn vừa uống cà phê trên đi kìa. Thì từ uống, ăn xong mới uống rồi mẹ. Để ăn cái bánh này. Đang rồi chưa? Đang nói chuyện dở cái chỗ ngày xưa. Mẹ ăn cái này nha. Ăn cái này. Không muốn ăn đi hết cơ. Dở bảo là không ăn. Uống bom chưa này cả nhà? Không. Mày ăn đi thì mấy thôi. Bánh cốm rất là ngon. Mua đầu tiên cho chị mà chị ăn nấu rượu. Nhà chị bán nhiều lắm. Không ngon lắm mẹ ơi. Giòn ngon. Bao nó thường dở. Dở cái chỗ em hồi xưa bạn sắp hết nước rồi mà mày tí hết rồi chắc là nó thấy ngon cái gì muốn chào chị. Ở nhà ơi, hôm nay thấy thấy mùi cái cây mặc áo của Bu này có đẹp không?
đi chợ mấy người hỏi chứ trên thì đông dưới thì thu mất người đâu người đâu nè mưa nó ngâm ngấm thôi anh nè anh đi anh anh chơi đi chơi anh ơi đi ơi chị đi mua mua giá bao mà mua giá bao đấy mua gấp cái gì nghe nhở giá bao mình nhận thông báo thôi chứ còn trong đấy nó đang lũ lụt trên trong đó lũ quá trời nên nó thông báo là tàu mình đi qua Đà Nẵng chứ là cái chuyến tàu đấy nó dừng đi tàu nguy hiểm không không mới dừng rồi giả lại không mất phí đâu qua em thấy không chắc phải chưa về đâu biết bão cái máy bay thì nó quan trọng gì cái này không có sao nhưng mà sợ biết xấu cũng sợ các tiền biết xấu nữa cũng không biết nên bay chuyến nào à có bảo đi theo cô nữa à, không biết đó những đi có hàng là phải đi ô tô không đi được máy bay nha đi máy bay hàng cứ gửi muốn đi cái gì thì đi nhưng mà mang có cái hàng mà nhiều thì không biết quan trọng gì cà phê rất là ngon này cà phê là bảy nè là bảy nha món gì cũng giờ hết làm ăn đi tôi điều tôi làm không thích nhiều hãi lắm người giàu sợ bà vì có nó không nhưng bây giờ nó có hầm chui cả nhà ơi yêu thương nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Mùi Trái Cây nhé giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn cả nhà rất là nhiều cả nhà nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được video mới nhất từ Mùi Trái Cây ạ cảm ơn cả nhà